Reiki lửa tam muội bạch kim, còn gọi là Kundalini Reiki Platinum là gì? Biểu tượng y tế nổi tiếng Caduceus, còn được gọi là quyền trượng Hermes, mang ý nghĩa ẩn dấu của sự thức tỉnh lửa tam muội. Bản thân quyền trượng đại diện cho kênh năng lượng lửa tam muội Supsumna. Cái đầu quyền trượng được tượng trưng cho luân xa vương miện và đôi cánh tượng trưng cho sự tự do và giải thoát. Hai con rắn xoắn quanh đại diện cho sợi đôi Dena. Chúng là đại diện vật lý cho năng lượng lửa tam muội đã thức tỉnh. Trong năng lượng Reiki lửa tam muội bạch kim, còn gọi là Kundalini Reiki Platinum, có thêm hai kênh năng lượng được kích hoạt. Bắt đầu từ luân xa gốc, hai đường dẫn năng lượng xoắn ốc hướng thượng theo xung quanh cột sống và ra khỏi luân xa vương miện. Hai kênh năng lượng chính này thường được gọi tượng trưng là hai con hỏa xà, mặc dầu chúng không có liên quan gì đến rắn và chỉ đóng vai trò là biểu tượng của sợi đôi DNA. Khi lửa tam muội được thức tỉnh cùng hai đường dẫn năng lượng nêu trên thì nó kích hoạt DNA, vì lửa tam muội đã được đánh thức đại diện cho nó và bản thiết kế của nó. Như một âm hoa, DNA bắt đầu hát cùng với lửa tam muội đã được thức tỉnh và được kích hoạt. Kết quả là nó giúp kích hoạt các món quà tiềm ẩn, những tiềm năng thực sự của chúng ta và những tài năng từ DNA, những ký ức bị lãng quên và các tài năng từ những kiếp trước.